Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng Hà Nội 24 giờ quay trở lại với dự án mở rộng quốc lộ 6 của Hà Nội. Một dự án quan trọng giúp cải thiện giao thông trên tuyến quốc lộ hướng tâm quan trọng khu vực phía Tây thủ đô, tăng cường kết nối và phát triển kinh tế vùng. Hình ảnh các bạn đang xem là đoạn điển hình của dự án giao thông này mà mỗi lần cập nhật mình đều quay lại, vì đây là đoạn đạt khối lượng tốt nhất trên tuyến đến lúc này sau gần 2 năm triển khai. Dự án mở rộng quốc lộ 6 có chiều dài tuyến là hơn 20 km. Điểm đầu tại nút giao Ba La, quận Hà Đông, điểm cuối ở thị trấn Xuân Mai của huyện Chương Mỹ giáp với tỉnh Hòa Bình. Trừ đoạn đi qua thị trấn Trúc Sơn của huyện Chương Mỹ dài hơn 2 km đã mở rộng ở một dự án khác trước đây. Điểm nghẽn lớn nhất trên tuyến quốc lộ 6 có lẽ chính là cầu Mai Lĩnh trên địa phận quận Hà Đông, mà trong mỗi video đều có nhiều câu hỏi là khi nào gói thầu triển khai cầu Mai Lĩnh mới sẽ được khởi công. Cầu Mai Lĩnh thuộc một phần gói thầu số 2 của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 6. Theo các thông tin cập nhật thì gói thầu số 2 đã được mở thầu qua mạng hồi tháng 9 và hiện chưa rõ thông tin về kết quả mời thầu. Dù chưa triển khai nhưng mình vẫn cập nhật thông tin và một số hình ảnh về cầu Mai Lĩnh vì có nhiều bạn quan tâm. Như vậy là dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 6 trên địa phận quận Hà Đông vẫn chưa có mũi thi công nào được triển khai. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mũi thi công đầu tiên trên địa phận huyện Chương Mỹ. Đây là đoạn thuộc xã Tiên Phương đang thi công mở rộng quốc lộ 6 ở bên phải tuyến. Đoạn đang thi công dài khoảng 1 km. Đây là mũi thi công nối tiếp với đoạn có khối lượng thi công tốt nhất ở đầu video, giáp với khu công nghiệp Phú Nghĩa hướng về phía Xuân Mai. Phía bên trái tuyến quốc lộ 6 là khu dân cư, hiện chưa có dấu hiệu giải phóng mặt bằng. Đoạn này là tuyến đường quốc lộ 6 bắt đầu đi qua khu công nghiệp Phú Nghĩa của huyện Chương Mỹ. Đây là gói thầu số 3 của dự án đang triển khai trên đoạn tuyến dài khoảng 2 km. Cũng là đoạn tuyến đạt khối lượng thi công tốt nhất trên tuyến sau gần 2 năm triển khai dự án mở rộng quốc lộ 6 này. Các bạn cũng thấy là mặt bằng chưa được bàn giao hoàn toàn, vì cứ vướng vào nhà dân là lại phải bỏ trống lại, thi công theo kiểu xôi đỗ. Quốc lộ 6 sẽ được mở rộng ở cả hai bên tuyến đường hiện hữu. Lòng đường hiện tại mà các phương tiện đang lưu thông rộng khoảng 7m cho cả hai chiều, và mặt cắt hoàn thiện sau khi cải tạo đoạn này vào khoảng 60m. Đây là một dự án giao thông có tổng mức đầu tư khoảng hơn 8.000 tỷ đồng, nhưng riêng chi phí giải phóng mặt bằng đã hơn 5.000 tỷ. Sẽ là một cái dự án dài hơi của Hà Nội, thời gian thi công có thể kéo dài nhiều năm do phải giải phóng mặt bằng nhiều khu vực dân cư. Vừa xong là đoạn đi qua khu công nghiệp Phú Nghĩa đã thảm nhựa lớp 1 cả hai chiều. Đến đây là đoạn bắt đầu đi vào khu dân cư, hiện chưa có dấu hiệu giải phóng mặt bằng. Quốc lộ 6 của Hà Nội là một trục giao thông hướng tâm quan trọng từ phía Tây thủ đô đi qua huyện Chương Mỹ và quận Hà Đông. Từ Ba La về trung tâm thì đường đã hoàn thiện theo kế hoạch, mặc dù vẫn thường xuyên quá tải do lượng phương tiện lớn. Còn từ Ba La về đến cuối huyện Chương Mỹ thì lòng đường khá hẹp, có nhiều đoạn chỉ đủ 2 làn xe, mặt đường xuống cấp, có nhiều ổ gà, khói bụi và lưu lượng phương tiện lớn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Cũng như nhiều dự án giao thông mở rộng cải tạo khác thì có lẽ khó khăn lớn nhất của dự án này chắc chắn vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Vì trong số hơn 8.000 tỷ đồng đầu tư cho dự án thì riêng chi phí giải phóng mặt bằng đã chiếm hơn 5.000 tỷ rồi. Ở đoạn này thì một bên là tiếp giáp với khu công nghiệp thuộc xã Trường Yên, và mặt bằng có lẽ mới được bàn giao nên hiện tại đang có một mũi thi công ở đây, đang thi công đặt cống hộp và san lô nền. Có thể thấy là nhà thầu đang phải thi công từng đoạn đã được bàn giao giải phóng mặt bằng. Có khá nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ nên các mũi thi công hiện tại chưa đạt được kết quả đột phá. Ở bên phải khu vực trống có lẽ sẽ có một khu công nghiệp mới. Mình đi thêm gần 6 km nữa về phía Xuân Mai thì đến một mũi thi công tiếp theo của dự án cải tạo quốc lộ 6. Mũi thi công này thuộc gói thầu số 4 từ km số 25 đến gần km số 33. Ở đây là xã Thủy Xuân Tiên của huyện Chương Mỹ. Đã lâu rồi đoạn này chưa có nhiều tiến triển gì thêm. Tuy nhiên ở làn này mình thấy đang cắm mốc giới nên có lẽ chuẩn bị sẽ có một mũi thi công mới ở đây. Điểm đáng chú ý ở video lần này là mũi thi công cầu Tân Trượng nằm trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Thủy Xuân Tiên giáp với thị trấn Xuân Mai, đang tiến hành đổ bê tông mặt cầu. Mũi thi công này vẫn thuộc gói thầu số 4 trị giá gần 700 tỷ mình vừa giới thiệu bên trên. Cầu này thì bắc qua sông Tích Giang, một phụ lưu của dòng sông đáy. Đây có lẽ chỉ là giai đoạn 1 của cầu Tân Trượng. Khi xong cầu mới thì có thể mới thi công tiếp giai đoạn 2. Cầu cũ sau này khả năng sẽ bị phá bỏ, nhường mặt bằng cho dự án Metro. Cây cầu mở rộng này sẽ có quy mô thứ 2 sau cầu Mai Lĩnh trên tuyến quốc lộ 6. Dự án cải tạo quốc lộ 6 có khá nhiều gói thầu, được chia thành khoảng 30 gói và vẫn đang tiếp tục mở thầu các cái gói khác. Thời gian thi công của dự án dự kiến là từ năm 2022 đến năm 2027.
nhưng chắc chắn là sẽ còn kéo dài thêm. Hiện tại cầu Tân Trượng mới đang hình thành một đơn nguyên ở phần vượt sông, hai đầu cầu chưa triển khai đường dẫn. Cầu mới hiện tại cao hơn cầu cũ khoảng 1,5 m. Mình tiếp tục qua thị trấn Xuân Mai và đến giáp tỉnh Hòa Bình mới có thêm một mũi thi công cầu khác. Đây là cầu Nam Lu đang thi công mố trụ với một mũi thi công khá là khiêm tốn. Nhìn mũi thi công này, ít ai nghĩ rằng đây là một phần của dự án nâng cấp quốc lộ 6 có mức đầu tư 1.000 tỷ. Ngoài ra ở thị trấn Xuân Mai, mình thấy còn một số điểm đang đặt ban chỉ huy công trường và tập kết vật tư về đây. Có thể trong lần cập nhật tới sẽ có thêm một số mũi thi công khác, có lẽ là triển khai mở rộng các cây cầu còn lại trên tuyến. Như vậy là sau gần 2 năm, hiện tại dự án cải tạo quốc lộ 6 hơn 8.000 tỷ này mới chỉ có một số gói thầu được mở và một số mũi thi công được triển khai, chủ yếu là ở trên địa phận huyện Chương Mỹ. Quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi kênh YouTube của mình để có thể tiếp tục cập nhật sự thay đổi ở dự án này nhé. Mình là Biển của kênh Hà Nội 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.